Nhật Khánh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi đài VNTV trên băng tầng 57.3 cũng như trên internet toàn cầu vntv573.com. Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Sức khỏe và sắc đẹp ngày hôm nay của chúng tôi. Và người trò chuyện cùng với chúng ta ngày hôm nay vẫn là dược sĩ xinh đẹp với áo đỏ ngày hôm nay. Chào chị Tina. Chào Nhật Khánh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chắc hẳn là quý vị đã lóa mắt với hai bộ đồ màu quá là đỏ của chị em mình. Đây là Christmas mà. Đúng mình rồi. Chỉ được dịp mặc đồ đỏ một ngày. Christmas thật đỏ, thật là đỏ. Và chúc cho quý vị một cái mùa lễ Giáng sinh thật an lành, ấm áp bên gia đình và người thân. Và hy vọng quý vị sẽ có những ngày lễ thật tuyệt vời để chúng ta có thể bước qua sang một năm mới nữa. Và ngày hôm nay thì tất nhiên thì thường chúng ta hay chào vào phần cuối chương trình, nhưng mà để mở đầu cho nó ấm áp hơn, chị có thể chào khán giả cũng như là chúc mùa lễ Giáng sinh đến khán giả. Tina xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình VNA 57.3. Tina thay mặt cho đài truyền hình trong lúc này, Nhật Khánh và Tina xin kính chúc quý vị khán thính giả một mùa Giáng sinh thật là đầm ấm, hạnh phúc cùng bên gia đình và người thân, và một năm mới bước qua năm 2017, một năm mới thật là vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc. Và luôn luôn là quý vị sẽ có sức khỏe tốt nhất để mà chúng ta sẽ không phải gặp những dược sĩ nhiều. Và kính thưa quý vị, để quay trở lại với chương trình Sức khỏe và sắc đẹp ngày hôm nay của chúng tôi, vẫn như thường lệ chúng tôi đều có 3 phần khác nhau để mà chúng ta gửi đến cho quý vị những thông tin về sức khỏe, về sắc đẹp, về những loại thuốc tốt cho quý vị ngày hôm nay. Và để mở đầu cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì vẫn là những câu nói hay trong ngày để chúng ta cảm thấy ấm áp hơn trong cái mùa đông lạnh giá thế này. Và nhất là khi mà chúng ta đang có bên cạnh gia đình mình cũng như là những ai mà có những tấm chồng cũng như là những người vợ của mình, thì bài thơ này rất là ý nghĩa. Thưa quý vị, bài thơ này có tên là Thêm và Bớt, Nhật Khánh sẽ đọc cho quý vị nghe. Tình nghĩa vợ chồng được đắp xây bởi thêm và bớt ở mỗi ngày. Bớt đi sai khiến thêm nâng đỡ, bớt bỏ ơ thờ cộng đắm say, bớt tánh ghen tuông thêm thấu hiểu, bớt lời nói nặng nhẹ nhàng thay, bớt bao oán trách cùng tâm sự, bớt chuyện đua đòi giúp dựng xây, bớt thói trăng hoa cùng son sắc, bớt lại than phiền để khen hay, bớt đi nhăn nhó cười độ lượng, bớt chút thời gian để xung vầy, bớt câu cãi vã thêm nhường nhịn, bớt nói thêm cười nói thật hay, bớt đi để có nhiều hơn nữa, bớt để mà thêm sống thật đầy. Tuyệt vời. Một bài thơ rất là ý nghĩa, và đặc biệt hơn nữa là ý nghĩa hơn khi mà chúng ta đang cái mùa lễ Giáng sinh, phải không chị? Khi đúng mà rồi. Cuộc sống hôn nhân bây giờ càng ngày càng khó có những cái giây phút gọi là hạnh phúc đông đầy như ngày xưa. Mặc dù thời buổi nay chị thấy rằng là mình không có thiếu thốn gì cả, nhưng mà cái tiếng cười và nhất là cái sự sum vầy ở cái đất Mỹ này để mà chúng ta có bữa ăn chung gia đình nó rất là hiếm. Cái sự đồng cảm và thương yêu của cái vợ chồng trong bài thơ này rất là tuyệt vời. Tina cũng xin cảm ơn cái người tác giả của bài thơ đã post cái bài thơ trên Facebook để cho tất cả mọi người cùng thưởng thức. Và học hỏi. Phải nói là học rất là nhiều trong từng cái câu chữ như thế này. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy rằng là mùa đông đang đến, thì với cái chương trình trước thì Nhật Khánh cùng với chị Tina đã giới thiệu đến quý vị về những cái loại trang phục về mùa đông chúng ta đang mặc. Thì với cái ngày hôm nay thì Nhật Khánh đặc biệt rồi, ai cũng ưa chuộng màu đỏ cả, chị Tina. Màu đỏ là màu của holiday đó. Người Việt Nam cũng giống như là người Mỹ, tới những cái dịp lễ giống như Việt Nam mình thì có Tết là mình cũng toàn là màu đỏ, đúng không? Người bao Mỹ, lì xì của màu đỏ nữa. Đúng rồi, người Mỹ thì đặc biệt cái mùa lễ Christmas và mùa holiday thì cái màu đỏ là màu một tượng trưng tiêu biểu. Nhật Khánh có biết là màu đỏ là tại sao? Màu đỏ có ý nghĩa gì không? Tại vì mình có bao nhiêu màu, đúng không? Màu nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Thì cái ý nghĩa của màu đỏ là sao? Thường thì em thấy màu xanh hy vọng nè, màu đỏ may mắn nè, thủy chung. Thì em thấy rằng là màu đỏ thường những cái ngày tiệc tùng lễ Tết hoặc là những cái ngày gì gọi là đặc biệt thì cái màu đỏ nó làm cho mình cảm thấy may mắn lắm. Màu đỏ nó có liên quan thứ nhất là tới sức khỏe, tại màu đỏ là màu của máu, đúng không? Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, tại vì màu đỏ là màu của máu từ trong cái trái tim của mình, đúng không? Hoa hồng màu đỏ là hoa hồng của tình yêu. Màu đỏ nó tượng trưng cho cái tình cảm, là tại vì khi mà mình mắc cỡ hay là mình nổi giận hay là mình
bị giống như emotional, cái tình cảm, cái cảm xúc của mình nó tượng trưng cho cái cảm xúc. Mắt cỡ thì má, người da đó, má ửng hồng lên, giọng ai cũng má ửng hồng lên, cho nên cái màu đỏ nó tượng trưng cho cái tình cảm của con người đó. Như vậy là nếu như mà được lựa chọn các loại màu hoa hồng thì chị sẽ thích màu hoa hồng, hồng đỏ, hồng vàng, ta có hồng, có hồng xanh, thậm chí là có cả hoa hồng đen. Chị thích hoa hồng màu gì? Tina thì Tina thích hoa hồng màu hồng. Hoa hồng màu hồng. Dạ, yeah, Tina thích hoa hồng màu hồng. Màu đỏ thì nó đẹp nhưng mà nó rất là chọn chọn lọc. Tại vì khi mà nó tượng trưng cho cái tình cảm của mình thì lúc đó mình phải rất là cẩn thận. Khi nào mình nên chọn màu đỏ, tại vì nó biểu hiện cái cảm xúc, cái tình cảm, cái cảm giác của mình. Mà nếu mình chọn không đúng hay là mình biểu hiện không đúng đó thì mình sẽ sợ là người ta hiểu lầm mình, hay là mình lựa cái để mình cho những cái dịp thật là đặc biệt, đúng không? Để mình chọn cái màu đỏ để biểu hiện một cái cảm giác thật sự của con người mình. Và kính thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại thêm về cái phần về trang phục màu đỏ. Thì thường thì những cái bộ trang phục nó sẽ đi tông, sẽ tông với nhau. Màu đỏ, áo đỏ thì chúng ta sẽ khi make up thì quý vị cũng sẽ chọn cho mình những cái màu son đỏ. Nhưng mà ngày hôm nay thì Nhật Khánh cùng với chị Tina lại chọn một cái màu không dính đến cái màu áo, đó là cái màu hồng. Thì thường thì Nhật Khánh thì hay áo đỏ thì thường hay đi với môi đỏ, thậm chí là môi đỏ đậm. Nhật Khánh rất thích những cái màu son đỏ đậm, nhưng mà tiếc rằng là ngày hôm nay cái son đỏ đậm của em nó hết rồi. Em mới đánh màu hồng, chứ thực ra là chị em mình mặc màu đỏ thì mình nếu có gì đánh thêm một cái màu đỏ nữa, mắt chỉ cần nhạt thôi, đúng không, cần đậm thì nó sẽ làm cho mình rất là đẹp. Sở dĩ mà Tina bữa nay cũng tại vì mình mặc đồ đỏ đó, mình mặc quần áo đỏ, mình thấy nó nhiều đỏ quá, cái background của mình cũng đỏ, thành ra Tina muốn những cái khác trên con người của mình nó nhẹ nhàng chút xíu, để cho khi mà người khán giả coi Nhật Khánh với Tina trên cái show, khi mình nói chuyện đó thì khán giả cảm thấy cái nó relax, nó thoải mái chút xíu. Chứ nếu mình căng thẳng quá, mình cái gì cũng đỏ đỏ hết từ trên xuống dưới, chói cái mắt thì nó chói quá, thì cái lúc đó mình không có relax, nó mình bị tension quá thì nó cũng không có thoải mái. Thì mục đích của mình nói chuyện đây là để cho mang tới niềm vui, hạnh phúc, thoải mái, học hỏi được những tin tức gì về sức khỏe, những tin tức gì về đời sống thì học hỏi, đúng không? Và kính thưa quý vị, vẫn là cái chủ đề làm đẹp của chúng ta ngày hôm nay. Thì với cái việc make up quý vị, thì nếu như trong những cái mùa lễ này, thậm chí là sắp tới chúng ta còn có Tết Nhất rất là bận rộn, quý vị vừa phải đi làm rồi vừa phải lo Tết Nhất rồi, chưa nói rằng là chúng ta nếu như gia đình nào còn phong tục đi chúc Tết gia đình, bạn bè, người thân, thì quý vị không có thời gian làm đẹp, không có thời gian để chúng ta make up kỹ rồi dán cho mình cái sợi lông mi cho đẹp, long lanh cặp mắt, thì đừng quên đến với cái nơi mà để mình làm lông mi của chị Tina. Chị giới thiệu lại một lần nữa cho quý vị nhớ, bởi vì lần trước thì Nhật Khánh cùng với chị Tina đã giới thiệu rồi, nhưng có lẽ thời gian không có kịp nói nhiều, nên bây giờ nhắc cho quý vị để có một cái nơi để quý vị làm đẹp, tiền không tốn mấy. Yeah, Tina không có mang cái business call ở đây, nhưng mà có thể Tina sẽ nhờ Dũng để lên trên cái talk show khi lát nữa lúc mình chiếu đó, thì lồng cái đó vào ha. Thì sau đó Dũng sẽ lồng vào. Thì cái business gọi là Amazing Lash Studio. Lash có nghĩa là eyelash, là lông nheo. Amazing là sau khi mình đi vào, mình thăm cái nơi Amazing Lash Studio rồi đó, mình đi ra thì cái lông nheo của mình nó sẽ trở thành một amazing, là đẹp tuyệt vời. Thì Amazing Lash Studio có cái dịch vụ là nối lông nheo cho mình đó, làm cho mình người nào cái bộ lông nheo nó cũng dài mà nó đen ra, nó thì làm cho người mình đẹp 7/24, sáng ngủ dậy mở đúng mắt rồi. Dậy soi gương là đã thấy đấy, đẹp rồi, rồi. Sáng ngủ dậy ông chồng mình bên cạnh ông mở mắt, oh wow, you're so beautiful rồi đó. Thì hôm bữa thì nào cũng nói quý vị mà gọi ra đó làm appointment xong rồi ra nó tốn khoảng chừng 1.5 tiếng đến 2 tiếng lần đầu tiên đó. Thì mình sẽ phục vụ cho quý vị. Cứ nói là thấy cô Tina ở trên show đó, thì 5 người coi trên talk show thì nói là tôi theo cái cô Tina trên talk show thì sẽ được bớt 50% đó nha quý vị. Dạ, 50% đó quý vị rất là 50% nhiều. 50% cho lần đầu tiên của mình thì chỉ tốn có khoảng 40 đồng thôi, 40 mà đồng được một bộ một cặp mắt
long vừa lanh đẹp lắm vừa đó. long lanh. Và Nhật Khánh chia sẻ đến quý vị thêm một chút nữa về cái việc mà mình sẽ nối mi. Nếu như vị khán giả nào mà chưa từng nối mi thì lần đầu tiên đến thì có lẽ quý vị sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút xíu, rằng là cái lông mi mình họ làm nó dài hơn, dày hơn, cho nên quý vị cảm giác nó hơi nặng một chút, nhưng mà nó chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút xíu thôi, vài phút đầu quý vị không quen thôi, nhưng rồi quý vị sẽ thấy rất là dễ chịu, bởi vì là mình nhìn vào gương mình thích liền, rất là đẹp. Cho nên là nếu như ai mà chưa từng làm thì đừng quá bỡ ngỡ khi mà làm xong cảm thấy khó chịu, mình nói ở sao Nhật Khánh với Tina giới thiệu mà làm thấy khó chịu quá. Quý vị yên tâm, chỉ có vài tiếng ngồi sau thôi là quý vị cảm thấy quen liền cặp mắt của mình. Bởi vì chị biết không, có những cái người mà lần đầu tiên làm, ngay cả em cũng vậy, đã từng lần đầu tiên làm xong ra cảm giác nó hơi nặng nặng cặp mắt của mình, tại vì thêm lông mi nó thêm đúng dày rồi. Ra và dài hơn, cho nên mình cảm giác nặng. Nhưng mà rồi sau một hồi mình cũng quên làm việc gì đó, mình quên đi mà mình lại có một cái lông mi rất là đẹp. Cái kỹ thuật mới bây giờ đó, cái sợi lông mi mà họ nối vào nó nhẹ lắm, rất là nhẹ, nó có nó nhiều tự cái nhiên. Nó có size nhỏ size lớn, nó có cái dày cái mỏng. Nếu mà mình lần đầu tiên mà mình sợ nó nhìn không có được tự nhiên thì mình nói cái cô technician đó, cổ làm cái size nó mỏng thôi. Đó, rồi từ từ mình quen, khi mình quen rồi thì mình có thể làm cái loại nó dày hơn. Ở đây thưa quý vị, cặp mắt của chị Tina cũng là mới vừa làm xong, rất là đẹp. Mà bởi vì lý do đó mà Nhật Khánh cứ nhìn hoài mà hỏi chị, thì chị mới lòi ra cái chuyện này, cho nên là chia sẻ đến cho quý vị. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin về chúng ta đang đến cái ngày lễ Giáng sinh ngày hôm nay. Thì nếu như theo dự định thì đúng ngày hôm nay thì quý vị đang xem chương trình này đúng vào ngày 24, ngày lễ Giáng sinh. Thì chúng ta sẽ có một cái đêm Giáng sinh thật tuyệt vời. Không biết rằng là thường thì Giáng sinh thì tối chị có đi nhà thờ hay là có đi đâu không? Tina thì không có theo đạo công giáo thì Tina không có cái thói quen đi nhà thờ vào tối 24. Hồi xưa thỉnh thoảng cũng có đi theo bạn bè đi dự lễ rồi nghe hát ca đoàn, nhưng mà năm nay thì chắc là sẽ không đi, tại vì năm nay đêm 24 là đêm của gia đình thì mình sẽ ở nhà nói chuyện ăn tiệc cùng với gia đình. Cho nên năm nay chắc là sẽ không đi. Ngày 25 thì không biết là có bạn bè nào rủ đi hay không, cái đó thì mình chưa có biết. Mà màu đỏ cũng là màu của đêm Giáng sinh đó. Nhật Tina thì thật ra Tina không có theo đạo công giáo thì Tina không có biết rằng là tại sao cái màu đỏ nó lại kết hợp với lại cái lễ Giáng sinh, màu xanh và màu đỏ. Nhưng mà Tina biết là tại vì Chúa, chỉ biết sơ sơ nghe bạn bè nói thôi, là Chúa Giêsu khi mà chết này nọ máu chảy xuống màu đỏ, thành ra màu đỏ nó cũng tượng trưng cho Đức Chúa. Cái thứ hai là hình như là một cái loại cây berry gì đó, nó có màu lá mà nó là bất tử đó, thì cái hoa mà berry nó cũng có cái hoa màu đỏ, lá màu xanh, nó cũng người ta từ bao đời nay người ta dùng cái đó để biểu tượng cho cái ngày lễ Giáng sinh. Và cái hoa thì trạng nguyên đó, cái lá màu đỏ đó, cái lá màu đỏ mà nhà nào tới Christmas mình ai cũng trưng đó, cái lá đó thì mọi người cũng đã dùng nè, cái lá trạng nguyên đó nè, mọi người đều dùng cái lá này để mà biểu tượng cho cái Giáng sinh. Và phải nói rằng là cái mùa lễ Giáng sinh chúng ta đi đâu cũng tràn ngập, rằng là em không thấy riêng màu đỏ không, màu đỏ là màu chủ đạo, còn có rất là nhiều màu khác nữa trong cái đêm Giáng sinh mà chúng ta mỗi lần đi ra đường. Thì thường thì chị thì cũng ở nhà, không có đi chơi thì chị cũng không có đi nhà thờ, thì cũng giống như em cũng ở nhà, rồi đôi lúc thì tới cái ngày đó thì chúng ta sẽ đưa con cái rồi ra ngoài để mà tìm những cái nơi mà họ trang trí thật là lộng lẫy, thật là đẹp để mình chụp hình làm kỷ niệm thôi. Đúng và rồi. Ngoài ra thì chúng ta thường những cái nơi chẳng hạn như đài của Nhật Khánh cũng như là những cái nơi khác, thường là những đồng nghiệp hay trao cho nhau những món quà. Mình mua quà cho nhau rồi mình ghi tên cái người nhận, rồi mình ghi tên mình để cho cái người đó sẽ mở sau cái đêm Giáng sinh đó, thường là như vậy. Mà lúc ở Việt Nam thì em thấy rằng là không có nhiều về cái việc này, nhưng mà qua đây thì em thấy có cái trường hợp rất là hay. Cái đó là cái culture, cái phong tục của người theo đạo công giáo. Mình ở đây đất nước Mỹ thì mình biết cái phong tục ở đây có ông già Noel nè, thấy không, có cây thông Noel, có Jingle Bell ha. Thì hồi xưa đó, con Tina bây giờ thì lớn rồi, nhưng mà em bé hồi nhỏ giống như con gái Nhật Khánh đó, lúc nào mấy em cũng mong muốn quà của ông già Noel đem tới, chạy lên trên chiếc xe có mấy eo ha, có mấy con eo nó kéo xe, rồi xong rồi ông già Noel ổng mới chui từ trên cái ống khói nhà ông chui xuống. Rồi ổng lén buổi tối đó, rồi ổng để quà cho em bé. Sáng dậy ngày 25 nó chạy ra, quà này là quà của ông già Noel đó, mấy
em bé rất là thích cái đó. Mà tối á, ba mẹ không biết mình có nên nói ở đây hay không, tại vì sợ mấy em nó cũng coi rồi là mật mí bí mật. Thôi mình đừng nói cho các em có một cái tốt nhất là một cái tưởng tượng về một ông già Noel tận tuyệt vời. Mình không nên nói, nhưng mà các em phải ngoan thì mới được quà, đúng không? Em nào ngoan thì mới được quà của ông già Giáng sinh, ông già Noel. Em nào mà hư thì ba mẹ gửi thơ lên nói ông già Noel không có được trao quà. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là những cái câu chuyện vui bên lề để chúng ta có thêm một cái buổi lễ Giáng sinh thật tuyệt vời, ấm áp khi mà chúng ta có quá nhiều công việc bộn bề trong cuộc sống rồi. Và tiếp đến sẽ là những phần tin thông tin về sức khỏe và sắc đẹp. Nhưng trước hết rất mong quý khán thính giả vẫn tiếp tục với Ban Tầng 57.3. Nhật Khánh cùng với dược sĩ Tina sẽ quay trở lại và chia sẻ thêm cho quý vị những thông tin tiếp theo.